Vâng, xin chào tất cả các bác nhá. Nay em lại đi xuống suối các bác. Nay hôm qua là đi cái vách đá ghê quá. Hôm nay em lại đi xuống suối. Đấy. Cô bác dặn bảo là cố gắng đi tìm cho bác ấy cây giống của nhục thung dung, phổ quá hay còn gọi là ngũ gia bì gai đấy các bác. Nhưng mà chỗ em thì gọi là cái cây nâu ré. Nói thật là như thế. Đây, mời các bác hãy cùng theo tôi nhá. Đấy. Có đàn nó con thiết tôi lìm. Mình nhớ kinh mà chứ. Mà kể cả được khâu mà đi. Nhìn nó đầy. Nó là họ nhà nâu chứ có cái gì đâu các bác. Đây, phát tay không cho nó dễ nhìn thấy cái màn hình. Đấy, quay trong cái gốc để cho các bác xem này. Cứ bảo là nhục thung dung rồi là. Đấy, dung với gì cái gì? Nhục thung dung nào là. Lại quảng cáo là. Đây. Thì ngũ gia bỉ gai. Ở quê em gọi là cái cây nâu ré. Có người thì gọi nấu chó để gai không này các bác nhé. Đấy. Bác dặn là bảo đi lấy cho bác mấy cây trồng nhân giống. Vâng. À, về lấy cho bác ít củ. Vâng. Này em lên rừng đây thôi. Đây. Bộ phận dùng làm thuốc thì chúng ta dùng cái củ đây này. Đấy. Trồng làm giống thì đào lấy như này. Nhá. Nó dễ sống lắm. Dặn lâu rồi em bận. Ở nhà bốc thuốc ấy. Đấy. Cứ quay xuống sát ở cái dưới cái củ này cho. Em giả người ta xem. Có bồ ngọ mà. Đấy, gai không nhá. Rồi, đào lên như này thôi. Đấy. Gai. Không biết cầm ở chỗ nào cả. Cái dây của nó. Họ nhà nâu chứ cái gì. Bài này nhá, nhà em ấy có phối vào cái bài. Đấy. Củ nó đây. Cắt cho các bác xem nha, đỏ luôn này. Đấy, các bác nhìn thấy không? Camera man quay vào, đấy. Nhìn nó đỏ như này nhá. Cái đấy như nó như này. Xong lấy hết cái củ này, lặt cái củ đi. Đây, tôi làm cho các bác luôn, xem luôn này. Đây. Lấy bộ phận củ này đi nhá. Đấy, lấy cái này để chúng ta rửa sạch. Phơi khô, băm phơi khô, dùng làm thuốc nhá. Còn cái này đem về trồng thôi. Cái này thôi, nó dễ sống mà. Phứt chỗ nào cũng sống, em đảm bảo với bác, phứt chỗ nào cũng sống. Nha, đấy. Rồi, mời các bác theo chân tôi tiếp. Đây đây, cameraman đi quay lùi lại này, cứ quay lùi lại này. Đấy, khổ quá, đang tập cái camera. Tác nghiệp các bạn, quay lùi lại để sát quá. Rồi, tiếp tục đi. Đây, của nó đây các bạn. Ai, tuyệt rồi, đau chân. Đi cái đường đá này, phức tạp quá. Đây, nó lầm. Đấy. Đây là của nó luôn các bác nhé. Đấy. Cho kèm có cái đảo em lấy rồi. Đấy, ngày trước là em có lấy rồi. Đấy. Của nó mọc lấy. Nó như này. Đấy. Đấy.
Có vậy thôi mà, cứ quảng cáo là cái gì? Nhục thung dung rồi là ngũ gia bỉ gai trị vô sinh yếu sinh lý này kia. Chẳng biết như thế nào. Còn nhà em á, đi có phối vào cái bài thuốc của dạ dày đại tràng nên là thấy hiệu quả. Đấy, không biết là các bác lâu nay là dùng nhá, dùng cái loại này. Đấy. Thì nó có hỗ trợ về yếu sinh lý hay không thì các bác comment nhá, để lại lời bình luận cho em với. Em cũng nói thẳng như thế. Mình là người thật việc thật nhá. Người thật việc thật. Đấy. Các bác đã dùng rồi thì cứ để lại bình luận cho em. Tốt và bổ thận trắng dương thất hay như thế nào. Đấy. Thế rồi. Đấy, để đây, cứ tí nữa về gì. Đây này các bạn. Quay gọn gọn được coi. Cho các bác hãy xem camera đây. Nó có mặc theo các cái ta ly đá này. Đấy, không biết là cái lá. Nó tít ở đâu lấy cho các bác xem. Đây. Em với cho các bác xem cái lá này. Nó là gai hộ nâu. Đó, nó có ba chỉ ở đây rồi. Đấy, đây 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 đây. Đây, đây này các bạn. Đấy. Đưa 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 cái máy quay đi. Lên dần dần. Đây. Đổi máy quay đây để quay zoom cho các bác xem cho nó rõ ràng nhá. Đây. Đây các bác ơi, đây là cái gốc của nó nhá. Đấy. Cái gốc của nó này. Đây, trước kia là cái củ đây là tôi có lấy rồi. Đây. Củ nó mọc nổi lên trên này nhá. Đấy. Các bác nhìn rõ cho em, đấy. Nó có gai, nó là họ nâu mà các bác. Lá của nó đây, đấy. Đây là cái lá của nó nha. Đây, nó của nó lá đây. 2, 4, 6. À, ngũ thật. Nhất nhị tam tứ ngũ lục. Đây, 2, 4, 5. 5 là ngũ. Đây. 5, 5 cánh là ngũ. Đúng không? Thấy không? Đấy. Còn các bác là có nhu cầu nhé, trị bệnh dạ dày nghe chưa, bao tử thì liên hệ với em. Đấy, em kết hợp những cái phương thuốc coi như là lấy từ núi rừng nhé. Đấy, lấy từ núi rừng chứ em không có bảo là bổ thận tráng dương tăng cường sinh lý nam. Nhiều bác hỏi em mà lời dùng cái này cái kia mà em chẳng biết như nào. Nhiều người người ta bảo ngâm rượu uống rồi tốt này tốt kia, em chẳng biết cái đấy. Em thật sự rất là đây, của nó đây. Đấy. Em cũng chưa rõ. Đấy. Đây các bác nhá. Đây là ngũ gia bỉ gai đấy. Đấy, đấy. Người ta còn gọi là nhục thung dung này các bác nhá. Đấy. Thì các bác có nhu cầu nhá, nhân giống trồng bảo tồn về cái loại ngũ gia bỉ gai hay là nhục thung dung này như mọi người hay gọi đấy thì alo em nhá. Đấy. Hoặc là trường hợp bị dạ dày, nhà em thì chỉ có chữa trị dạ dày là nhạy có thế thôi. Đại tràng là cứ alo em. Đấy. Em cắt thuốc tiêu chuẩn đây, củ nó đây, đấy, chặt đỏ, nhiều lông. Đây họ cứ ví bảo là đấy, nó nhiều lông như thế này rồi bắt đầu uống vào nó tốt, nhưng nó có cái gì đâu các bác ơi, cái này nó chát mà, ủa nó chát lắm. Rồi. Đưa máy cho cameraman, ủi lắc quá các bác thông cảm. Ủi nhẹ 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 cứ rồi quay sát vào cây. Đấy. Quay đi sao cả cũng mở đi. Mở cái này hẳn nhanh chứ đâu. Mở cũng mở đi. Nóng lâu ạ, hôm nay được cái nắng là 37-38 độ. Đó, không sâu nhỉ. Đó là đứa ấy, tính được cái điện thoại như thế đó. Rồi, chân này sâu nhá. Rồi, chân này còn một vị nữa. Đi qua bên này đi, đi sát sát qua bên này.
Đấy, quay cái máy lên trên rừng đi, mình quay cả mặt người ta đây. Đấy, nó có một lần nữa rồi. Thì cầm cái máy cho này. Cầm máy cho. Rồi. Cái này là em quay thực tế các bác nhá. Đấy, em làm thô lắm. Em chẳng có hay làm màu mè, cắt ghép cái gì. Mình cứ làm thô như này nó thực. Người ta thô nhưng mà thực. Đây, lại gặp tiếp ngủ ra bị gai trên đây rồi các bác ơi. Đây, chỗ này nước sâu quá. Cái đồ này em cần. Đấy, quanh quanh đây. Nó cứ mọc ven bờ suối này các bác này. Đấy. Đây là cái suối nhá. Ở trên rừng thì em cũng đi rừng nhiều nhưng mà không hay gặp. À, chủ yếu là cứ ven cái bờ suối. Các bác. Cứ ven bờ suối này thôi. Đây có thác đẹp này. Ừ. Có thác này. Thác này đi cẩn thận, nó trơn lắm ấy. Thác này cẩn thận, nó trơn này. Đấy. Có thác nước thì không. À. À. Có cái cây móc và nhiều quả thế các bạn ạ. Đây. Cứ thế họ hay lấy cái quả này để họ dùng họ ăn đấy các bạn. Đấy. Có cái móc này, đây nhiều quả này. Họ dùng họ lấy cái củi ở trong đấy họ ăn này. Họ đem họ nướng lên. À, đồ ăn cũng tốt lắm. Nhưng mà chỗ nhà em thì chưa có dùng cái này. Không dùng. Đó, quả móc. À, đây là cái thác nước đấy. Thác này có khả năng muốn xuống ở đây tí nữa phải tắt máy quay đi mới xuống được chứ, cái thác này xuống nó trơn lắm. Để xuống xong qua lại mới quay lại tiếp ấy chứ. Thác này hơi trơn. À. Quay qua bên này. Đấy. Mình cầm cái máy quay vào cái khoảng cái đó mình trọ vào đấy. Rồi ông đi gắn với ông lên. Đó, cái lá cầm ở trên được chung nữa một lá. Ôi. Được cái đi kho, lại có người đi đường cùng hú rồi. Hú. Phát này. Hú. Có người hú rồi các bạn. Cứ đi rừng là có người với nhau là nghe tiếng động của họ hú. Hú nhau. Đây, đây là củ đâu đây, không dung của nhà các bác đây. Đấy, có thế rồi, à, củ này lấy củ trước rồi, đây hết rồi, kè nhá, lên lên chứ, cứ ở đây, cầm đây này, cứ ở đây, quay đây thôi, ấy à, gai, gai, gai. Góc góc đây, ha, à, của đây các bác này, đấy nhá, của này, nó có lông như kiểu củ từ ấy các bác nhá, giống cái kiểu củ từ lông luôn, lông 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 ấy, đấy. Giống kiểu củ từ lông luôn, à, trên này phát hiện cái đầu hùm, à, đấy đó, cái này, phát hiện cái đầu hùm trên này và mò lên đấy đó.
Đây. Thấy được cây rau hùm đây rồi các bác ơi. Đấy. Các bác nhìn rõ không ở dưới đó? Thấy xa xa không? Đây. Em xuống em dư xuống cho các bác xem. Gai cái cây. Thung dung thung giang gì đây đây. Một cái dao bỉ gai nữa. Gai dính rồi. Đây. Đấy. Cây rau hùm quá nhá, hoa còn ở đây, các bạn nhìn thấy chưa, cái quả ra đây này, đấy, đây này, các bác xem hoa này, đấy, các bác là có nhu cầu trồng nhân giống bảo tồn, alo em nhá, giống như là cây rau hùm này, nhục thung dung này, đây củ của cái rau hùm này, đấy, các bác cứ alo cho em, hay là bị đau dạ dày, cái này bài thuốc dạ dày luôn rồi, đấy em giới thiệu nhiều rồi. Bộ phận dùng thì chúng ta lấy cái củ nó, đấy, cắt hết cây, rửa sạch sẽ nhé, đem phơi khô, kết hợp với các vị thuốc khác. Nói chung là em rất thiện nhiều rồi đấy. Đây, còn đây là cái nhục thung dung này, đấy. Nhục thung dung, gai chảy máu rồi. Giống này nó giống gai. Đấy, củ đấy, kiếm nghe đấy. Vâng, có lẽ đến đây thì em cũng xin tạm dừng video. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video lần sau nhá. Ở đây bảo mừng cái.